Cuộc đời vẫn đẹp sao? Nga bị tên Nghĩa bắt cóc, Thạch ra tay cứu. Tên nghĩa địa kia tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản. Tưởng là sau khi bị Luyến đá đít, Nghĩa bé bỏng sẽ giận dỗi, khóc thút thít. Nhưng không, hắn đã mang vác và đòi quà lại tất cả những gì đã mua cho Luyến, từ cái xô cho đến cái chậu đến cái nệm giường. Rồi thân thế của hắn cũng không hề đơn giản, là một tên quản lý thị trường vùng. Việc để hôn sự không thành, Nghĩa lại quay ra trách cứ rồi ăn vạ chị Hòa. Ngoài việc đòi quà thì chị Hòa còn bị tên Nghĩa tìm mọi cách hạch sách rồi báo đội thị trường kiểm tra hàng hóa. Nhưng chị Hòa cũng không phải là đơn giản, chị đã bật lại đánh đách khiến hắn tức ói máu. Phòng người quân tử, ai phòng được kẻ tiểu nhân. Nghĩa gà tre không chơi được trực diện với chị Hòa, hắn lại bèn chuyển hướng sang đe dọa con gái của bà. Khi biết Nga là con gái, Nghĩa đã tiếp cận và tìm cách bắt cóc Nga để tống tiền chị Hòa. Hắn đã lần mò lên tận trường đại học rồi giả vờ làm quen chú là bạn của mẹ Hòa, rồi đoạn hắn mời Nga đi uống nước. Tên Nghĩa đã bỏ thuốc mê vào cốc nước để mời Nga. Sẵn tính vui vẻ phóng khoáng, Nga tiếp chuyện nhiệt tình, nhưng chỉ một lát sau cô đã thấy trời đất quay cuồng choáng váng rồi đoạn gục xuống. Tên Nghĩa vội vàng dìu Nga đi lên ô tô, nhưng lúc này Thạch đã kịp xuất hiện. Hóa ra trong lúc uống nước thì Nga đã nhắn tin địa chỉ cho Thạch để đến uống nước cùng cho vui. Vừa trông thấy Nga bị tên Nghĩa dìu lên xe, Thạch đã vội vàng chạy lại túm lấy cổ áo của hắn rồi đấm vào mặt khiến cho Nghĩa ngã túi bụi. Mấy tên trên xe thấy vậy cũng lao xuống hùng hổ cầm dùi cui để lao vào. Thạch đã vơ vội một chiếc ghế nhựa nện cho bọn chúng vào đầu. Rồi đoạn người dân xung quanh thấy thế cũng vây quanh khiến bọn chúng hoảng sợ lóp ngóp bỏ lên xe phóng đi thẳng. Thạch lay vào vai Nga thấy cô vẫn bất tỉnh, anh vội bế Nga chạy đi, nhưng Nga đã tỉnh lại mở mắt và ôm chầm lấy Thạch. Vậy là may mắn Nga đã được Thạch cứu thoát. Phen này chị Hòa sẽ sáng mắt ra và tự hào hãnh diện vì có một chàng rể đẹp trai như ca cơ, giỏi võ như Lữ Bố.